Thưa quý vị, dự án kè bảo vệ bờ sông Dàm Cỏ Tây từ cầu Mới Tân An đến tiếp giáp kè Vịnh Đá Hàn đang thi công, đảm bảo theo tiến độ, hiện đạt trên 50% khối lượng theo hợp đồng. Đơn vị thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, các ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thi công công trình. Dự án kè này có tổng vốn đầu tư gần 170 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương bố trí 100 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách tỉnh và vốn hợp lệ khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2024, khi hoàn thành, công trình không chỉ phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Dàm Cỏ Tây mà còn góp phần chỉnh trang xây dựng cảnh quan đô thị cho thành phố Tân An.